Vợ 9X của Nam Cường lộ bụng bầu hơn 4 tháng. Giọng ca bay giữa Ngân Hà ân cần và quan tâm đến bà xã Phương Thảo tại sân bay. Chiều ngày 9 tháng 9, phóng viên bắt gặp vợ chồng Nam Cường Phương Thảo ở sân bay Tân Sơn Nhất. Cặp đôi vừa đáp xuống Sài Gòn sau chuyến đi Hà Nội thăm bố mẹ. Bà xã 9X của Nam Cường đang mang thai con đầu lòng được hơn 4 tháng. Mặc dù mặc váy suông nhưng vòng hai của Phương Thảo đã lộ rõ. Tại sân bay, nam ca sĩ ân cần đỡ lưng vợ vì sợ cô sẽ bị xô đẩy giữa dòng người đông đúc. Vừa đẩy hành lý, anh vừa bận rộn nghe điện thoại. Bà xã Nam Cường không hoạt động trong giới showbiz nên hiếm khi xuất hiện cùng chồng trong các sự kiện. Cô sinh năm 1993, kém chồng 8 tuổi và làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Nam Cường khiến nhiều người bất ngờ khi kết hôn vào giữa tháng 3. Trước đó, anh chưa từng hé lộ về bà xã 9X với công chúng. Cặp đôi quen biết và gắn bó hơn 2 năm trước khi đến quyết định lập gia đình. Hiện tại, giọng ca bay giữa Ngân Hà vừa bận rộn chăm sóc vợ bầu bí, vừa chạy show ca hát. Anh rất hạnh phúc vì sắp lên chức bố. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!